Bằng chứng thép được xem là một trong những bộ phim đề tài cảnh sát, phá án kinh điển nhất của đài TVB khi các tình tiết được xây dựng một cách chặt chẽ, lồng ghép giữa khoa học kỹ thuật và kiến thức điều tra chuyên môn để phá giải những vụ án kỳ bí. Cùng với đó, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đình đám thời bấy giờ như Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long, Chung Gia Hân, giúp Bằng chứng thép nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của khán giả khi lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim chỉ thành công với 2 phần đầu, sau đó TVB cho ra mắt thêm 2 phần nữa nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Được biết, TVB đã lên kế hoạch tiếp tục cho ra đời phần 5, dự kiến được phát sóng vào tháng 10 năm 2022. Âu Dương Chấn Hoa. Trong Bằng chứng thép, Âu Dương Chấn Hoa là cái tên để lại ấn tượng nhiều nhất khi vào vai Cao Ngạn Bác, hay còn gọi là Sếp Cao, một chuyên gia pháp chứng lạnh lùng, điềm tĩnh. Với nét diễn xuất tài tình, nhân vật Sếp Cao nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ tập đầu tiên lên sóng cũng như các phần tiếp theo. Đây cũng là một trong những vai diễn ghi dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của nam tài tử. Sau Bằng chứng thép, Âu Dương Chấn Hoa liên tiếp đảm nhận các vai diễn trong nhiều bộ phim thể loại hình sự, gây cấn. Cho đến năm 2010, phim bộ Hồng Kông tụt dốc bởi mô tuyết nội dung nhàm chán, không mang đến nhiều đặc sắc. Tuy nam tài tử vẫn ký hợp đồng cộng tác với đài truyền hình TVB nhưng không có được thêm vai diễn nào nổi bật. Thậm chí, có không ít tin đồn cho rằng Âu Dương Chấn Hoa do tuổi tác đã cao, 61 tuổi, nên nhà đài đã không còn mặn mà giao vai diễn cho ông. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Âu Dương Chấn Hoa cho biết, sau nhiều năm cống hiến nghệ thuật, ông đã tự giảm tải khối lượng công việc và chuyển vào làm các công tác hậu trường. Trong đó, việc đào tạo thế hệ diễn viên trẻ gây nhiều hứng thú cho ông hơn là tham gia các bộ phim truyền hình. Đồng thời, Âu Dương Chấn Hoa cũng muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh bà xã Phó Khiết Nhàn, người đã luôn âm thầm ở bên hỗ trợ sự nghiệp cho ông gần như cả cuộc đời. Lâm Văn Long. Lâm Văn Long trong Bằng chứng thép đảm nhận vai pháp y Cổ Trạch Thâm, một con người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại giàu lòng nhân ái. Nhân vật của Lâm Văn Long nhận được sự yêu thích của khán giả không thua kém so với nhân vật Sếp Cao của Âu Dương Chấn Hoa. Trong phim hay ngoài đời, Âu Dương Chấn Hoa và Lâm Văn Long đều là bạn tốt của nhau, thường xuyên tụ tập ăn uống. Lâm Văn Long nhỏ hơn Âu Dương Chấn Hoa 6 tuổi, thời gian gia nhập TVB cũng trễ hơn đàn anh 5 năm. Theo đó, vai Cổ Trạch Thâm đã giúp cho Lâm Văn Long khẳng định vị thế ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ với vô số giải thưởng danh giá. Ngoài Bằng chứng thép, Lâm Văn Long có thêm nhiều vai diễn đa dạng khác như Bố y thần tướng, Gia đình vui vẻ. Tuy không có vẻ ngoài điển trai, soái ca như nhiều nam tài tử khác nhưng ở Lâm Văn Long có một sức hút khó cưỡng đối với người xem truyền hình. Anh cũng là gương mặt bảo chứng về doanh thu cũng như tỷ suất bạn xem đài trong những bộ phim mà mình góp mặt. Nam diễn viên cũng từng thử sang đại lục phát triển sự nghiệp nhưng sau cũng quay về lại Hồng Kông. Những năm gần đây, phim của Lâm Văn Long dù rất ít nhưng cũng không tạo được tiếng vang là mấy. Ngoài đời, chuyện tình cảm của Lâm Văn Long không gặp nhiều trắc trở như Sếp Cổ trong Bằng chứng thép. Anh gặp gỡ và yêu Quách Khả Doanh từ năm 1995, kết hôn năm 2004 và có với nhau một cô công chúa đáng yêu năm 2010. Cuộc sống hôn nhân 26 năm của cả hai vẫn hạnh phúc, mặn nồng như thuở ban đầu. Cuối năm 2019, Lâm Văn Long khiến khán giả tiếc nuối khi thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật để đảm nhận chức vụ mới là Phó Chủ tịch của đài truyền hình Á Thị, đưa sự nghiệp bước vào một giai đoạn mới. Từ đó đến nay, anh dành nhiều tâm huyết hỗ trợ nhà đài phát triển, đồng thời có cuộc sống hạnh phúc bên Hoa hậu Quách Khả Doanh và cô con gái 11 tuổi. Mông Gia Tuệ. Nhắc đến những nữ chính trong Bằng chứng thép không thể không nhắc đến Lương Tiểu Nhu, Madame Lương, đội trưởng đội trọng án Tây Cửu Long. Đảm nhận vai diễn Madame Lương là nữ diễn viên Mông Gia Tuệ. Nét diễn xuất thần của Mông Gia Tuệ đã dẫn dắt khán giả xuyên suốt phim. Cô có cách diễn xuất làm nổi bật cá tính một nhân vật cương trực, thẳng thắn và luôn là hung thần của những tên tội phạm. Chính bộ ba Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long đã làm nên linh hồn của Bằng chứng thép, từ đó giúp phim tạo được hiệu ứng vang dội suốt hàng chục năm. So với các đồng nghiệp cùng trang lứa, Mông Gia Tuệ được coi là nữ diễn viên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi liên tục được tham gia vào các dự án phim lớn. Tuy nhiên, ngay ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc gia đình, hưởng niềm vui an nhàn. Năm 2020, Mông Gia Tuệ trở lại với diễn xuất khi đảm nhận vai diễn Dương Mẫn Nghi trong bộ phim Phi Hổ Chi Lôi Đình Cực Chiến. Người đẹp khẳng định, nhân vật Dương Mẫn Nghi đến với cô như một nhân duyên, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Mông Gia Tuệ cũng không có ý định trở lại ngành giải trí mà muốn tận hưởng cuộc sống bên ông xã Trịnh Y Kiện. Chung Gia Hân. Năm 2004, Chung Gia Hân chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa Kiều. Từng là tiểu hoa được TVB hết lòng bồi dưỡng, Chung Gia Hân được giao đảm nhận vai Lâm Thinh Thinh, cô nàng nhân viên tổ pháp chứng hoạt bát, đáng yêu, là bạn gái của sếp cổ. Vai diễn đã giúp Chung Gia Hân bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhân vật này cũng đã trở thành một trong những vai diễn kinh điển của nữ diễn viên. Tuy không có nhiều đất diễn trong phim, Chung Gia Hân vẫn kịp khiến khán giả nhớ tới mình với hình ảnh cô nhân viên tổ pháp chứng hiền lành, ngây thơ. Trong thời gian hoạt động ở TVB, Chung Gia Hân sở hữu gia tài diễn xuất khá đồ sộ, cùng với nhiều giải thưởng khẳng định khả năng diễn xuất. Người đẹp cũng lấn sân sang mảng âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công những năm sau đó. Đáng tiếc thay, vào năm 2016, Chung Gia Hân quyết định lên xe hoa với doanh nhân Jeremy Leung. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn bên người chồng là bác sĩ giàu cùng hai bảo bối nhỏ đáng yêu. Cuộc đời Chung Gia Hân có lẽ không còn gì hối tiếc. Năm 2018, vì vấn đề dưỡng thai, sinh con nên Chung Gia Hân đã rời khỏi TVB ngay khi hết hạn hợp đồng. Có điều, nữ diễn viên cũng đã trở lại mái nhà xưa vào năm ngoái, hợp tác cùng Mã Quốc Minh trong phim Bác sĩ Nhi Khoa. Một cô gái 37 tuổi như Chung Gia Hân vẫn xinh đẹp vô cùng, giờ đây khi ai cũng đều có tuổi, thêm vào đó là thị trường ưa chuộng ngôi sao trẻ đẹp như hiện nay rất khó để 4 diễn viên trên tạo thêm đột phá mới trong sự nghiệp. Có điều, họ đều thành công trên con đường hôn nhân, có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, cũng là điều đáng mừng. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.